anh em là có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Fireball, nạp các bác trong store, tại thuê, tại khó, leo rent, hãy liên hệ Zalo mình 0946 782 982. Cảm ơn anh em. Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Thì hôm nay tiếp tục là một clip độc lực cho anh em cày chày. Đó là gì anh em? Nhận ri những cầu thủ trong sự kiện. Đó. Nói chung là anh em cày chày à, có làm thì mới có ăn anh em. Đó. Nhìn chung á thì anh em cày chày thì rất là cực khổ anh em, nhưng mà ráng cố gắng em, cố gắng đi anh em, cố gắng đi. Đó, thì sẽ có thành quả thôi. Đó, thì hôm nay làm clip tiếp tục nhận ri những cầu thủ trong sự kiện. Rất là nhiều anh em, rất là nhiều. Đó, ok anh em, thì bây giờ không tốn thời gian của anh em nữa, mình sẽ vô sự kiện Hall of Legend lấy con cầu thủ over 114 anh em, 114 anh em. Đây, mình thì đi dán Cafu anh em, dán Cafu. Đó, thì nói chung là mình chỉ cần con Cafu 114 thôi, chứ mình đủ điểm lấy con Ronaldo nè, hoặc là con Kaka nữa nè, nhưng mà mình sẽ không lấy, tại vì mình không cần anh em. Thì anh em nào cần thì cứ lấy thêm, không sao anh em, cứ lấy thêm, tại vì mình cần muốn con RB thôi. Mấy con cam hoặc là con ST mình có con khác rồi nên không cần em. Thì bây giờ mình sẽ lấy con Cafu over 114 em, cực kỳ ngon em, cực kỳ ngon đó. Tiếp tục đi lấy anh em, thấy đẹp anh em. Đây. Đó. Thì nhìn chung á thì anh em nào thích mấy con đi rẽ nhánh á thì lấy thêm anh em, lấy thêm. Tại điểm dư mà anh em, điểm dư rất là nhiều anh em. Điểm dư nhiều lắm. Đó, dư mấy trăm lận. Còn theo mình thì mình sẽ gọi là nhân phẩm anh em, nhân phẩm còn nhiều điểm chơi nhân phẩm anh em. Đó. Ok anh em, bây giờ tiếp tục lấy quà nha, của nhánh ha. Xong tới Cafu là mình lấy thôi. Đấy, đấy, ngon ngon em, ngon. Nói chung sự kiện này anh em cực kỳ ngon nè. Đáng cày tích điểm xíu được rồi. Còn anh em thích nhân phẩm ha. Nói chung là tùy thôi, tùy anh em thôi. Thích nhân phẩm thì cứ nhân phẩm anh em, cứ quay, hên hên, ra được cầu thủ anh em. Đó. Đấy, tiếp tục nha anh em. Thì trong cái phần quay nhân phẩm á, thì có một số anh em hỏi dưới á, là có cầu thủ có bán được không. Thì tí nữa mình trả lời cho anh em ha, tí mình trả lời cho anh em. Giờ mình cứ lấy đi, tí mình trả lời cho anh em. Tí mình ra có những nhân phẩm á, quay 40 điểm á, thì mình sẽ trả lời cho anh em ha. Tiếp tục anh em, đấy, mình đang đi tiếp tục ha. Trên đường nhánh đi là có rất nhiều điểm gen, mấy điểm gen anh em, rất là ngon nè. Đấy, 500 anh em, đấy. Coi nè, đó, skill boss là quá nhiều anh em, quá nhiều luôn. Cực kỳ ngon anh em, cực kỳ ngon luôn. Đấy, mình tới rồi anh em, mình tới rồi. Yeah. Lấy Cafu nè em, Cafu kẻ nó ruy này ngon em, over 114 anh em, cực kỳ ngon luôn em. Lát nữa mình vô lấy ruy thêm vài con khác nữa. Đây, tới nơi em, tới nơi rồi. Đây anh em ơi, đây lấy Cafu nha em. 400 điểm nữa là lấy Cafu. Đây, lấy Cafu nè em, cực kỳ ngon. 114. Công lao bỏ mấy ngày nay, mấy tuần nay cày anh em, cày anh em. Đó, được Cafu nè em. Đấy, đường hầm cho đẹp. À, đường hầm Brazil. RB, yeah. Aston Milan, ok anh em, đấy, Cafu, cực kỳ ngon anh em, đấy, nhiều bán không được anh em, ri mà, ri rồi đó. Bây giờ mình còn 334 điểm bon anh em, mình có thể lấy thêm Kaka được nữa nè, đó, mình có 110 thôi, hoặc là Ronaldo thì là 100 điểm nè, à có 250 thôi, vẫn lấy Ronaldo được anh em, 112 vẫn được, đấy, nói chung là mình dư điểm lấy 2 con nữa cũng được ha, lấy 2 con nữa cũng được, đấy, hoặc là lấy thêm con Lucio, 111 cũng được đó. Đấy, nhưng mà không anh em. Không. Tại vì sao? Tại vì mình dư mình có đủ vị trí rồi. Như kia KK thì mình có con cam khác rồi, hoặc là ST mình có Eden Haaland 112 rồi nên mình không lấy nè, dư nè, dư làm gì? Đó, bây giờ mình ra cái phần điểm á, mình quay. Đó, đây anh em, dư anh em quay anh em ha. Đây. Đây anh em. Cái phần này á cầu thủ á 116 là bán được. Đây nè, 116 là bán được nè, bán được nha. Còn lại là không bán được. Quay bất kỳ cái gì, không bán được. Chỉ có over 116, Remaken là bán được thôi. Là có con Cantona nè, Cavanero nè, Socrates nè, Fraica nè, Bele và Jessin thôi. Là 6 con này là anh em mở ra là bán được. Còn ngoài ra, mấy con khác không bán được cho anh em. Không bán được, đấy. Mình trả lời cho anh em luôn, là không bán được. Đấy, ok anh em. Thì bây giờ mình còn đến 334 điểm. Thì mình sẽ chơi nhân phẩm anh em ha. Để kiếm cầu thủ ha. Bây giờ mình sẽ gọi là 9 lần ta, đúng không? 9 nhân 4 36 không đủ à. 8 lần đi. Là 320, 8 lần em. 8 là một phát luôn. Vậy nó mới hên nè, chứ chơi từ từ nó không hên em. 8 lần phát mới hên. Chơi không nè, chơi không. Ok anh em, thôi, lấy Cafu rồi. Hai con kia mình không cần thiết nên mình thay vào mình chơi nhân phẩm anh em, kiếm thêm con gì đó cũng được. Ok anh em, bây giờ mình bắt đầu quay nhân phẩm nha anh em.
hồi hộp quá nè, hồi hộp quá. Cái này kiếm con được 112, 13 nữa, 13 đi, 13 đi, cái ráng 13 nha. Ok anh em, vô anh em. Giờ có nên chơi không anh em? Cũng hơi đánh đòi nhưng mà thôi, mình sẽ quyết định rồi, mình chơi luôn anh em. Tại vì mình chỉ cần con Cafu là đủ rồi. Còn mấy con kia mình không cần. Đấy, vô. Cậu cho nó ra con gì đó ngon ngon mình cần đi ném. Đang cần CM, đang cần CM với một con là W. Đó, hai con đó. Ok ok, vô. Ấy, có đủ đấy, có đủ. Remaking, remaking. Người Anh. CM. Chelsea. Chelsea hả? 111 la bát em. Cũng được em, cũng được. Có cầu thủ là mừng rồi. Ở đây cần CM ra CM em. Mà con la bát này nó có 3 sao. Trời ơi, 3 sao này ơi. Ý, một con 110 đó kìa. Nào, nào tôi vít nữa, 110 đó kìa. Ô. Nói chung mà nhân phẩm thì cũng được anh em, không đến nỗi nào, cũng được. Được mấy con 107 nữa. Được một đội một M4 coi. Ô men, được cái 111. Trời ơi, biết vậy lấy con 112 Ronaldo còn được hơn nhỉ. Không sao anh em, không kể nhân phẩm anh em, hên xui anh em, hên xui mà. Đấy, thế là xong. Xong cái phần này rồi anh em. Mình còn cày tiếp thôi. Đó. Thì ok anh em, tiếp tục ra ngoài mình tìm kiếm nhân phẩm tiếp em, tìm kiếm nhân phẩm tiếp. À, mình vô store. Đây. Hôm nay nó đuôi nhiều cái em lắm. Event shop. Mình có phần Division Rival. À, mình đang có 4.000 hơn điểm. Đây. Quay lấy con over 112. Rất là nhiều anh em lấy. Và nhiều anh em hỏi có bán được không nữa. Con này là bán được nha anh em. Bán được nha anh em. Mà quan trọng nó có bay không thôi nha. Bán được nha, bán được nha. Bây giờ mình mở luôn em. Mở luôn để xem có hên không. Mở luôn. Đấy. Mở luôn. Đấy, mở luôn. Đấy. Remaking. Brazil em. Là W. Barcelona hả? Barcelona là con gì đó? Ronaldinho. Brandon là W. Ủa sao mày hay ta? Brandon là W và CM ấy chứ cho ra là bắt. Còn Ronaldinho ấy. Con này có giá này, có giá. Bao nhiêu. 206 em anh em. Wow. Cũng được. Wow, hey, này cũng đỏ đỏ, nó cũng đỏ đỏ. Ghê. Đấy hay anh em. Chứ mà ra mấy con mà khó bán cũng không được anh em. 112 mà lấy ra mấy con cùi cũng khó bán lắm anh em. Thật sự luôn. Bây giờ mình lên store coi mình coi cái con Ronaldinho này bao nhiêu đây. Ronaldinho. Mình xài hàng real anh em, hàng real nhiều mà. Tại là đa số hàng real mà. Đấy. À, có 8 người bán em, 8 người bán thôi. Ồ, 8 người bán thôi. Ngon. Đấy, thành những hàng riêng em, xài hàng riêng mà. Chỉ có muốn con Ronaldinho là bán được thôi. Đấy, Cafu mới lấy về anh em. Để mình xem con LW nào nó có ngang giá con này không. Để mình đổi anh em, Đấy. 112 hả. Ô, 112 mà ra Vinicius là ngon em. Vinicius kìa, Vinicius mình đang cần con LW Vinicius ngon nè. Ú, rồi ra con ôi, con em Mbappé không con. Sao cho mấy triệu kìa anh em. Ấy, mấy con 112 là LW ngon ghê. Mà tính ra mình con 206 Ronaldinho thì cũng được thôi, cũng không đến đâu nào. Cũng được anh em, cũng được. Đấy, cũng đỡ chút. Ok anh em, để xài anh em. Mình đang cần thì mình để xài luôn em. Đấy. Thì ok anh em, con này cũng là may mắn rồi. Chứ mà ra mấy con 112 mà khó bán nữa, mệt lắm anh em. Mệt nữa, đấy. 112, con những con nào mà nó giá cao không. 112 không ha. Thử kiếm con 112 không coi. Đây. Đấy, có mấy con 140 mấy em rồi, quá trời anh em. 110 mấy em, 99 nữa nè, đấy. May thì mình ra con này cũng được anh em, 200 em là ngon rồi. Thật sự luôn á. Đấy. Có rất nhiều con 100 mấy, 90 anh em. Ấy nè, thấy không? Mình hên em, hên, tính ra cũng hên em. Ra đâu là nhiều là hên rồi. Chứ ra mấy con như con này mày cần bắt khăm là có 110 thấy không? Nên nó ti 111. Trời ơi, Evan Bus 159 thấy không? Ôi, đơn xin 200 em là ngon rồi. Ngay cả Ronaldo là đi ma cũng rẻ nữa. Ngay cả con Manini có 197 à, mình 206. Được anh em, Ronaldinho là được rồi, vậy là ngon rồi, là ngon rồi. Đấy, bên này là hên, hôm nay là hên rồi. Đấy, nói chung là anh em cày chay. Đó, có tích điểm để mở cầu thủ Rui, mở cái gì đó. Ngon anh em, ok anh em. Bây giờ tiếp tục vô to anh em. Mình còn mấy ngàn gen nè. Mình mở cái sự kiện này nè. Đấy, mấy anh em kêu là mở cái này hên lắm. Mà mình chưa thấy hên như nào hết. Bây giờ mình sẽ mở 2 phát đi. 2 phát 2.500, 3 phát được không? 3 phát 27. À, 3 phát rồi. 3 phát, chơi hết luôn. Hôm nay vui, chơi hết luôn nè. 3 phát, đấy. Để kiếm thêm một con nữa. Con này kiếm coi hay gì đó. Thêm một con nữa coi. Ý, cầu thủ ném. Remaking. Na Uy hả, Na Uy, ST hả, ST. Ủa, ST này kỳ gì, kỳ vậy? Ý, cái này chết. Trời ơi, trời con gì, cái này chết. Ê, con này nó có tăng over, sao nó không tăng anh em? Nó có xem là chết nè. Trời ơi, over, tăng over, nó là chết anh ơi. Được coi anh em,
được 7 em 7 coi. Trời ơi, ba phát hơi đen anh em, hơi đen. Sao tăng over hay không tăng ta? Tăng có 2 over nhỉ. Trời ơi. Ôi ôi, đen rồi, lúc nãy mới đen rồi. Ok anh em, hôm nay là nói chung là làm clip vui vui thôi, động lực cho anh em cày chay thôi, mở vài cái bắt vui vui thôi. Đó, nói chung là ráng cày đi anh em, ráng cày đi. Đó, mà anh em có thành quả thôi. À, còn cái này anh em, còn cái này nữa. Còn một cái này nữa anh em, cái này nữa, mở luôn anh em, mở luôn. Ấy, đây cày chay là cái này, chờ cái này nè, chờ cái này nè. Cứ 5 ngày là mở một lần cho anh em, hên hên không. Trời ơi, vậy là tiêu rồi, 118 anh em. Trời ơi, cái này nhiều anh em ra có những con mà 112, 113 lắm anh em, thật sự luôn á. Sao mình ra hai mấy lần 108 mà không được 111 anh em. Thôi được, mỗi con Ronaldinho là cũng được rồi. Thì ok anh em, tiếp tục mình sẽ đọc bình luận của anh em để kết thúc cái clip này. Bình luận, mọi anh em cứ bình luận đi ha. Nào vui vui, mình đưa lên, động lực cho anh em cày chay rồi. Có những câu hỏi anh em, trả lời chung luôn. Đó, thì ok anh em, bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên của anh em trong clip này. Đó, ok anh em, đây anh em. Mọi người cho mình hỏi cái token Hall of Legend quay nhân phẩm ra cầu thủ có bán được không? Đó, hồi nãy mình mới nói rồi, chỉ có cầu thủ Remaken 116 mới bán được, ngoài ra là không bán được cho anh em, không bán được cho anh em. Đó, ok anh em, tiếp tục. Anh ơi, bây giờ em muốn ngắt kết nối tài khoản game với Facebook thì làm kiểu gì anh? Anh làm clip hướng dẫn đi. À, cái này rất là nhiều anh em vướng mắt, không thể cắt kết nối được anh em, chỉ có nước là xóa cả cái đi, xóa cả cái đi mới là mất thôi. Mình thử rồi, mình xóa gỡ cái trong Facebook á cho cái với cái game á, nhưng mà vẫn liên kết được em, vẫn liên kết, vẫn vô game vẫn bình thường luôn. Đó, cái này chỉ có xóa cái ạc đó là mất liên kết thôi, chứ không có làm cách nào khác nè. Thôi mà cách nào khác, cái này nó hơi dở của FIFA nè, hơi dở, thật sự hơi dở. Tiếp tục, hôm qua em thức đến 4 giờ sáng mở bắt 125k gen được AA độ 600 triệu coin luôn anh ơi, cực kỳ hên. Nãy này mở 3 phát mà không được con nào, được có 7 triệu mấy à, trời ơi bà này hên ghê ta, hên ghê, 600 triệu luôn, hên quá. Quá hên luôn, cực kỳ hên. Tiếp tục, anh làm các cặp CB ngon nhất đi. À, ok anh em, hôm trước có một em có bình luận là làm những cặp ST, CB, CM gì đó. Ok anh em, để cái thời gian rảnh mình sẽ làm cho anh em những cái này. Ok anh em, ghi nhận ý kiến này. Tiếp tục, sao anh hên hoài vậy, chia cho hai em tí nhân phẩm đi. À, mình mở nhân phẩm cực kỳ hên anh em, mấy bữa này cực kỳ hên. Mà tạm mở ạc người khác không à, còn ạc mình thì đen. Nói chung anh em nhà mình mở hơi tới vui vui mở clip làm biết cho anh em vui, nghĩa là chia cái may mắn cho anh em thôi. Đó, tiếp tục, xem video của anh may mắn quá, em mở bắt 1250 gen ra 250 em coi, mong anh cho anh lên sóng, cực kỳ may mắn luôn. Thấy không anh em, mở nhiều cái gọi là gì ta, ít là hên trong cái bắt nãy á, 1250 gen sao mình mở không hên em. Sao mình mở không hên, cái đó không hên nha, thật sự luôn đó, không ra có gì ngon hết. Tiếp tục anh em, sáng em mở bắt 1k2 gen được con Navas 114 lục 1 tỷ mấy, quá ngon anh ơi, cực kỳ may mắn luôn em, thấy chưa. Rất là nhiều anh em mở bắt bằng gen, rất là hên, cực kỳ chia sẻ cái may mắn này cho anh em khác. Đó, tiếp tục anh em, anh ơi làm clip về những sơ đồ nên dùng ở meta hiện tại đi anh. Ok anh em, đây là một ý kiến cực kỳ hay. Mình sẽ gọi là tập trung mấy bài rảnh đó thì mình sẽ làm những sơ đồ cho anh em luôn. Và rất là nhiều cái chủ đề để làm cho anh em á, rất là nhiều nè, nhưng mà chưa có thời gian nè, thật sự chưa có thời gian. Ok, ghi nhận ý kiến của bạn này. Ok anh em, đây là câu hỏi cuối cùng trong clip này. Đó, thì ok anh em, hôm nay làm clip gọi là động lực cho anh em cày chay trong cái sự kiện, trong cái những cái sự kiện sắp tới nữa. Đó, ráng cố gắng cày anh em, mình có làm là sẽ có ăn thôi. May mắn nữa, có phải may mắn nữa thì ok, có coi chơi anh em, thoải mái anh em. Đó, thì ok anh em thấy clip này hay thì nhớ like, share cho mình nha anh em. Còn anh chưa đăng ký, nhấn kim hộ nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.